Xin chào các bạn đến với kênh Thủy Sinh Xanh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một loài cá cảnh đẹp được nuôi trong các bể cá cảnh nhiệt đới hay bể thủy sinh. Cá tên lửa hay còn được gọi với tên khác là cá hồng mi, Ấn Độ. Quê hương của loài cá cảnh này thuộc miền Nam Ấn Độ, nhưng thật không may, sự yêu thích với loài cá cảnh đẹp này dẫn đến tình trạng khai thác quá mức trong nhiều năm. Do đó, cá hồng mi Ấn Độ hiện đang nằm trong danh sách nguy cơ bị tuyệt chủng Ấn Độ. Hiện nay, Ấn Độ không cho phép đánh bắt cá tên lửa ngoài tự nhiên, chỉ cho phép kinh doanh loài cá này trong các trang trại nuôi đặc biệt. Chúng sinh sống tập trung ở các vùng sông và suối có nguồn nước chảy xiết ở khu vực phía tây nam của Ấn Độ. Khi cá tên lửa được nuôi trong môi trường hợp lý và chế độ ăn tốt, chúng có thể sống đến 5 năm. Tất nhiên sẽ có mức độ may rủi trong quá trình nuôi. Vì vậy các bạn nuôi cá như thế nào sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng. Nếu bạn không biết cách chăm sóc ngay từ lúc ban đầu, cá tên lửa có thể bị mắc bệnh và có nguy cơ dẫn đến cá bị chết. Cá tên lửa là một trong những loài cá cảnh có màu sắc sặc sỡ. Cơ thể chúng được nổi bật với những màu sắc và một số chi tiết phức tạp. Phần thân của cá dài và hình dáng giống như một chiếc tên lửa. Màu cơ bản của cá có màu bạc, hoặc có thể thấy một số sắc thái vàng tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng trong bể. Chạy dọc theo chiều dài thân cá có một sọc màu đen từ đầu đến gần vây đuôi và kèm theo song song là màu đỏ bắt mắt. Đường màu đỏ tươi này chạy từ phần đầu và mờ dần ở phần giữa thân cá. Bạn cũng có thể thấy một dải màu đỏ rực rỡ ở phía trên vây lưng. Tuy nhiên, vây đuôi có các sọc màu đen sẫm và kèm theo điểm nhấn chấm màu vàng ở đuôi. Cá tên lửa khi trưởng thành trung bình có chiều dài khoảng 15 cm. Vì kích thước lớn nên các chi tiết màu sắc của cá rất dễ nhìn thấy. Nuôi cá tên lửa không quá khó nếu bạn hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản về chúng. Chúng là loài cá nhanh nhẹn và nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường nước, vì vậy bạn cũng cần phải quan tâm đến chất lượng nước khi nuôi. Chúng là loài cá bơi theo đàn, số lượng cá khi nuôi tối thiểu từ 6 đến 12 con, vì vậy không gian bể càng lớn càng tốt. Cá tên lửa thích dòng nước chảy mạnh và lượng oxy đầy đủ trong bể. Để đạt được điều đó, hãy sử dụng hệ thống lọc mạnh mẽ sẽ giúp bạn được điều này. Ngoài ra, bạn có thể dùng máy thổi luồng để tạo lên hiệu ứng này. Một điều cần chú ý, hãy đậy nắp bể vì loài cá này rất dễ nhảy ra khỏi bể cá trong quá trình nuôi. Ở tự nhiên chúng sống ở những nơi vùng nước chảy mạnh, nơi có hàm lượng oxy cao kèm theo thảm thực vật dày. Bạn cũng có thể tái tạo môi trường này để giúp cá có thể phát huy tiềm năng phát triển của chúng. Cá tên lửa có thể thích nghi được một loại các thông số nước khác những phải trong phạm vi chấp nhận được và tránh có sự thay đổi quá lớn trong môi trường nước. Nhiệt độ nước nên từ 22 đến 26 độ C, độ pH nên từ 6.0 đến 7.5. Bạn nên mua một bộ kiểm tra thông số nước để có thể theo dõi định kỳ. Việc kiểm tra thường xuyên sẽ đảm bảo bạn có thể kiểm soát được những thay đổi bất thường trong môi trường nước khi nuôi. Khi cá đã có thể thích nghi với môi trường mới khi nuôi, các bạn cũng có thể giảm tần suất kiểm tra xuống một chút. Ngoài tự nhiên, cá tên lửa sẽ ăn bất cứ thứ gì chúng tìm thấy, nhân tảo, ăn động vật không xương sống nhỏ và côn trùng. Trong môi trường nuôi, chúng có thể ăn các dạng thức ăn dạng mảnh hoặc viên. Để cá có thể lên màu đẹp, bạn nên chọn một loại thức ăn chính có thành phần là carotenoid. Bạn có thể cho ăn thêm các dạng thức ăn khô, thức ăn tươi và đông lạnh, các dạng thức ăn như tôm ngâm nước muối, giáp xác, chun huyết và tảo xoắn. Bạn có thể cho cá ăn 2 lần một ngày, nên cung cấp đủ lượng thức ăn để chúng có thể ăn hết trong khoảng 2 phút, tránh thức ăn dư thừa làm ảnh hưởng đến chất lượng nước. Như vậy, Thủy Sinh Xanh đã giới thiệu cơ bản về cá tên lửa đến với các bạn. Để hiểu rõ hơn về cách nuôi cá tên lửa, các bạn có thể truy cập website thủysinhxanh.com. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để theo dõi video nhiều hơn nữa các bạn nhé.